Chiều nay ngày 15 tháng 3, Ban soạn thảo VFF đã báo cáo Ban cố vấn và Ban chỉ đạo về việc triển khai xây dựng sách sơ thảo lịch sử bóng đá Việt Nam với sự tham gia của các thành viên trong Ban soạn thảo và Ban chỉ đạo là các lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, về phía Ban cố vấn, có ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch VFF, ông Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Với mong muốn và quyết tâm thực hiện cuốn sách viết về lịch sử hình thành và phát triển của bóng đá Việt Nam, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa 7 phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Thể dục Thể thao để biên soạn. Công việc triển khai từ cuối năm 2016 và sau hơn một năm thực hiện, cuốn sách sơ thảo lịch sử bóng đá Việt Nam đã cơ bản hoàn tất về nội dung với độ dày khoảng 552 trang. Cuốn sách sơ thảo lịch sử bóng đá Việt Nam được trình bày công phu với 3 phần nội dung lớn và phần phụ con số, sự kiện. Đặc biệt, ông Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam là người chắp bút viết lời tựa cho sách. Và rất nhiều nhiệm kỳ trước tôi được biết là lãnh đạo của Liên đoàn rất là quan tâm. Nhưng ai cũng biết rằng là viết sử nó không đơn giản. Và có lẽ cách nghĩ như thế cũng làm cho cũng níu chân một cái thời kỳ chúng ta cũng chưa thực hiện được. Chúng tôi cũng đã được gần gũi với rất nhiều anh em hoạt động trong bóng đá, nhưng mà lại rất say mê muốn tổng kết, muốn viết lịch sử của giới mình, của cái niềm đam mê của mình. Nhưng mà quả thật là nó không đơn giản. Chính vì thế mà cái nỗ lực mà giờ đây chúng ta có cho đến thời điểm này là bản thảo trong tay, tôi cho là nỗ lực ở ban chỉ đạo của Liên đoàn quyết tâm thực hiện được. Một cái điều tưởng chưa khó nhưng có điều có thể làm được cả. Vì tôi nghĩ rằng lịch sử nó là tự thân cái nhu cầu của đời sống. Có thể ban đầu nó chỉ là một cuốn sơ thảo, nó còn có sơ lược, nó có thể thiếu những cái tư liệu. Nhưng mà cùng với thời gian và mối quan tâm của xã hội, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có một cái bộ sử đầy đặn, tương xứng với cái bóng đá Việt Nam. Tôi thấy rằng với cái việc mà biên tập cái quyển sơ lược bóng đá Việt Nam đó là một ghi nhận một cái quá trình phát triển, nói chính xác ra là hơn 120 năm qua của bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ đây là một cái tư liệu quý để cho những người yêu bóng đá, những người làm bóng đá và những người quan tâm đến bóng đá Việt Nam đó là có thể ngược dòng lịch sử, để ngược dòng về cách đây hơn 120 năm để biết bóng đá Việt Nam hình thành từ đâu và từng bước, từng giai đoạn lịch sử đó là nó phát triển như thế nào. Ở đây trong cái quyển dự thảo của chúng tôi đó được sự trợ giúp rất là quý báu của nhà sử học chuyên Trung Quốc và các nhà làm chuyên môn khác đã có phân chia làm 3 giai đoạn. Tôi nghĩ rằng đọc lịch sử thì chúng ta nghĩ là khô khan, nhưng mà khi tôi đọc cái quyển mà dự thảo này đó, tôi thấy nó hiện lên một cách rất rất sống động, rất hấp dẫn và nó giáo dục cho chúng ta thấy rằng bóng đá luôn luôn phát triển, dù có những lúc thăng, những lúc trầm, những lúc vui, những lúc buồn, nhưng mà đó mới là bóng đá. Mà tôi nghĩ rằng cái giá trị lớn nhất của cái quyển sách này đó, nó làm cho những người đọc nó yêu bóng đá hơn và góp phần làm cho bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển. Hiện nay, bản thảo sách sơ thảo lịch sử bóng đá Việt Nam đang hoàn thiện toàn bộ nội dung trước khi chuyển giao in vào cuối tháng 3 tới. Do khuôn khổ có hạn, sự hạn chế về thời gian tổ chức biên soạn cho một công việc cần nhiều tâm và lực cũng như nguồn tư liệu, nên chắc chắn cuốn sách vẫn còn nhiều thiếu sót. Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất mong sẽ nhận được sự góp ý, bổ sung tư liệu từ những người làm bóng đá, những người đam mê bóng đá, cũng như bạn đọc để làm tốt hơn cho các kỳ tái bản.